Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hương sẽ ăn thử cái mì tương đen này nha mọi người. Cái này là mì tương đen Bắc Kinh. Thì cái mì này, trong cái gói mì này thì nó có hai cái gói sốt gia vị như thế này nè mọi người. Đây, một cái là rau củ sấy, đây, cho mọi người xem, và một cái là nước sốt mì tương đen. Thì bây giờ Hương sẽ bắt đầu đi bắt cái nồi nước lên để mình trộn cái mì này nha mọi người. Xong rồi Hương sẽ bỏ hai cái gói nước sốt này vào để trộn lên nha. Thì Hương đang luộc trứng, thì đợi trứng chín rồi Hương sẽ bỏ chung vô để mình ăn chung với mì luôn á mọi người. Mình đang luộc trứng nha mọi người, đợi cho cái trứng chín sẽ mình sẽ lấy ra để mình ăn chung với mì á. Nước sôi rồi mọi người, bây giờ mình sẽ bỏ mì vào nha. À, trên này nó có một cái gói dầu nữa nè mọi người. Cái gói dầu này không sao thử cái gói dẫn sử dụng của nó. À, cái gói dầu này lát nữa mình sẽ để vào trong cái mì này luôn nè. Mình sẽ trộn lên. Sau khi trộn mì chín rồi mọi người, Hương sẽ vớt chắc nước này ra nha. Hương sẽ lấy cái đổ nước này ra. Mình để là một ít nước thôi để trộn mì. Như thế này nha mọi người. Bây giờ Hương sẽ trộn những cái gói gia vị này vô nè. Bây giờ Hương sẽ đổ cái gói dầu này vô nha mọi người. Này. Tiếp theo là cái gói rau củ. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Tiếp theo là cái gói gia vị này nha. Mình sẽ trộn đều cái thành phần này lên. Mì đã có màu đen rồi mọi người, bây giờ Hương sẽ cho xúc xích vào nha. Xúc xích vào, trộn đều lên một lần nữa nha mọi người. Như thế này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hương làm cái món là mì tương đen nha mọi người. Mì chín nữa quá. À, mì tương đen. Mì chín đen nữa. Anh Henry nhà mình, anh không có thích ăn mì, nên anh cho con trứng nha. Mì
xúc xích ha. Mì hả? À, mì hơn. Mì nữa. À, đợi xíu mẹ ấy mì cho con nha. Dạ. Cho Andy mì nha. Wow, Andy. Sao mì nó dài nè. Đợi xíu mẹ ngắt đi. Đau quá. Đau quá, Andy ngồi xuống, ngồi xuống. Ngon không? Mời mọi người một miếng nha. Ngon quá. Ăn cái gì? Ăn cái gì cho ba? Thì lần đầu tiên là Hương làm cái mì mà không phải là đầu tiên, tại vì những cái video trước Hương cũng đã có làm rồi nè. Mít á em nè. Mít nhỏ. À mít á, mít chín. Anh đang chỉ cái mít ở ngoài giường nhà mình đó mọi người. Mít chín đây hả mẹ? Mít chín nữa. Mít chín á. Mít chín. Mama nhỏ. Rồi em đi ngồi xuống. Dài luôn. Dài quá. Em đi ngồi xuống nha. Em đi ăn trứng không? Thì xúc xích Hương không ở chiên mà Hương chết chi nữa. Hương xắt xúc xích sống luôn hả mọi người. Chết chi. Nguyên ngồi xuống, ngồi xuống. Ngon không? Ngon quá. Tại vì video của Hương á, những cái video trước Hương không biết sao hết, nhưng mà cái video mà gần đây á, Hương ăn bánh chuối nướng á mọi người, có Handy trong video á, thì cái video của Hương là đang để chế độ là tắt bình luận á, tại vì chắc là Hương nghĩ là chắc do có con nít ở trong cái video á, cho nên là đợt này Hương không có dám cho ảnh vô trong cái video, để mất công là YouTube người ta lại tắt mất cái tính năng bình luận ở trong cái video của Hương. Rồi con ngồi đó đi, con ngồi đây, ngồi đây, ngồi mẹ đút cho. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống, đây đây đây, ngồi xuống. Rồi, thấy miệng. Ăn chết rồi. À, anh đi đây ăn xúc xích. Anh ăn cái gì trong miệng là mình đút miếng thứ hai là anh không có ăn. Cái mì vị Bắc Kinh này á mọi người. Ăn mì ha. Cái mì Mỹ Bắc Kinh này á mọi người, thì Hương có làm trong cái video lúc phía trước, lúc trước Hương có làm rồi. Ngon. Thì tại vì do cái video nó ít sáng quá cho nên là chắc là mọi người ít mọi người xem. Thì hôm nay Hương làm lại cái mì tương đen này, nhưng mà cái vị này là vị Bắc Kinh, còn có một vị khác nữa thì cái vị đó nó sẽ ngon hơn, nhưng mà hôm nay Hương muốn ăn thử lại cái vị này để xem như thế nào á mọi người. Bị ăn xúc xích không? Bị ăn xúc xích không? Dạ. Thế mẹ ăn. Rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Phải nói là cái sợi mì tương liên này nó khá là dai luôn á. Dai, mềm. Với lại cái nước sốt mà người ta làm á mọi người, khá là đậm đà, vừa ăn. Bỏ lên. Hôm nay Hương định làm cái món là lại ăn bánh tráng nữa, nhưng mà Hương nghĩ ăn bánh tráng hồi thì chán, cho nên là Hương quyết định là Hương sẽ làm cái mì tương đen này. Cái vị của cái mì này nó không ngọt quá nha mọi người,
vừa ăn với cái khẩu vị của người Việt Nam luôn á. Mở đi, mở đi. Mở nữa. Không, không mở nữa con. Con ăn đi, con ăn hết nè mấy bạn ạ. Dài dư. Dài, đi ăn trứng không? Đi ăn trứng không? Đi ăn trứng không? Khi nào anh ăn thì anh ăn. Ngon quá. Bỏ nhỏ hả? Bỏ nhỏ đi. Ừ, ngon lắm hả? Cái vị này con nít cực kỳ thích ăn luôn mọi người. Tại vì nó ngọt ngọt mặn mặn. Dính tay lên đây rồi. Đi ăn nữa nha. Wow. Dài dư. Wow. Đây này. Dài quá. Dài quá dài ha. Dài dư. 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 Dài quá. Dài quá. Dài quá. Này mọi người, tại vì cái thớt nó màu đen á, cho nên tất cả mọi thứ nó đều đen hết. Ghi ăn trứng không? Biết sao à? Cho mọi người cho mọi người xem mà anh đang làm gì nè. Rồi bye bye, tạm biệt mọi người coi. Bye. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký để nhận được những thông tin cho những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye. Bye. Làm video chỉ đợi tới cái khúc cuối để chào mọi người nè. Bye bye. Anh nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn xong mum mum. Bye bye. Bye.